nè, muốn này nó già chứ, cộng hơi già. Phân công rồi đó. Dạ. Edit to. Này không muốn nè. Cái này ở dưới quê mình đó. Mưa nhiều cho nên rau muống nó tốt. Con mong mưa nữa thì con được 80. Ừ. Nhiều đây được á, bây giờ nhiều lắm rồi đó. Rau muống này nếu mà mình không có ăn á thì nó mau già lắm. Dạ cha. Cái gì? Núm đâu? Dạ. Thôi mới núm nó đâu ăn được. Núm nó đâu ăn được đâu chị. Núm phải biết núm gì ăn mới được. Không phải được đấy em ơi. Ở đây mình hái vừa ăn thôi, khi nào hết mình lên mình hái tiếp. Chứ hái dư nhiều quá bỏ ủ. Muống này mình vô mình bỏ một ít lá già với lá sâu, còn như mình chẻ hai lên cho nó dễ ăn. Ôi con bích kỵ lon điếc mà chứ không phải lại cá lon mày điếc giống như trái dừa bị điếc. Wow. Cha mày mà bị diễn đạn hồi thành trái dừa luôn đó. Vậy? Ủa hồi nãy con nói giờ lật lên đâu, mẹ đâu gặp nó đâu. Nó lên con đuổi nó về. Mày đuổi về luôn hả? Tao đâu hết biết mày thì. Ăn hiếp em nha mày. Bởi vì đuổi nhỏ. Nhỏ lên chơi đuổi nhỏ à. Mẹ có Gia Lạc. Mẹ có Gia Lạc. Mẹ có Gia Lạc. Vợ của anh nghe vậy đó. Thầy chào mọi người. Thì bây giờ mình đang chuẩn bị để nấu lẩu tương. Nay toàn rau với nấm thôi mà. Đây nấm rơm. Chị Tư đang lặt là rau nhút. Chị Năm đang lặt ba cái ba năm. Năng này là năng bọt. Năng bọt thì mình sẽ ăn được. Còn năng tượng, năng ngoài vuông á thì năng đó không ăn được. Năng này trên dùng trên, bạc liêu rồi. Đây, cái đường về gần ngã năm á, năm đó. Cái này bán nhiều lắm. Cái này ăn bỏ cũng bộn rồi nha. Ừ, cái này ăn bỏ, thấy bỏ nhiều. Bỏ gì dài lắm luôn ơi. Dạ không bà da nhiều quá. Mày với nhiều đây nè. Nè em ngắt đứt rồi thôi. Cái dao mà đứt à. Thấy bỏ nhiều uổng. Nè. Bữa cái tay á về là không bỏ miếng nào luôn đó. Đó. Non. Thì non là được rồi. Cái nào non là được ha. Non. Nhưng mà cái mấy cái này nãy nó dai lắm, nè thấy không? Này cộng năng nó mềm như vậy nè. Nè, cái này bứt xước chưa hả? Không để mày bứt cái bực mấy cái này thì nó tựa như cái chị bỏ nhiều quá uổng. Cái ống này tựa như ống sậy vậy đó. Ăn được rồi sao? Được. Ở trong nè nhìn. Cái cộng năng nó bán đâu phải cộng năng thứ này ta. Hử? Năng kia kìa, năng kia ăn được chứ. Năng nào? Nó bán ra dọc đường mình về đường cả năm đâu có nở gì phải năng này đâu. Thì năng này nè, nhưng mà có cái nó xuống tới đây là làm như nó kiểu như hơi lâu á. Cái này thì của trên Bạc Liêu đồ Phước Long rồi đó thì có bán nhiều. Nó tròn luôn vậy nè, tại này nở ra. Cái này chắc để qua đêm hay qua ngày gì đó. Bữa nay mình sẽ nấu lẩu tương với núm gom này nè, mình sẽ sắc ra kho tiêu gì đó. Sáng mà Tư đưa nấm rơm Thư chơi ngõ mấy cái. Nhưng mà để lâu quá nó úa. Bà để nước đá là dây thà rồi để vô cái gỗ. Năm kia mình có mua một cái tàu hũ nè. Chút xíu rồi mình sẽ để vô chung. Mình kho. Hôm qua thôi, bữa nay là bạn cũng hết ngon rồi đó. Nấm rơm nó mau thôi ê, nó gì? Thư chơi à. Rơm phải quấn trong giấy ấy. Để giấy đường á. Giấy đường á, để ngang đá. Cái này mình hai bọc. Tại vì đúng ra nếu mà cái này mà mua dùng trên ngon lắm. Còn mình mua ở dưới đây nó xuống ngày cho nên dặn mua nhiều. Chắc không có. Còn hồi mình đi hái mới rau mồng tơi nữa. Rau dền. Rau dền đúng. Lẩu chua mà. Lẩu chua hả? Vậy chút mình thì hái rau muống thêm. Muống không? Hỏi nấu bằng gì? Nấu chua nấu bằng gì? À. Thôi phải quên phải mua dặn nó mua dùm cái khóm á. Nó thơm lắm. Rồi em chạy với mua. Để gì muốn lẩu thái ngon. Mai mình đi bán mà. Mai đi bán rồi, cuốn cà không? 26 ăn. Cho mày gỡ lại 6 ăn này. Tới vậy. Lặt ra thì thấy cũng được nè. Lặt ra nhìn thấy nó ngon lại ha. Đẹp đẽ lại liền nè. Thầy nấm mình rửa rồi nè. Hồi nãy có rửa với nước muối không vậy nè? Chanh. Rồi chanh với muối ha. Cái này mình xẻ ra là mình để xẻ hai này á, thì mình sẽ nấu lẩu. Còn mấy cái bên kia chị Năm sẽ nhỏ nhỏ chút xíu mình sẽ kho. Rồi có cuộc là kho gì à? Kho sả hay là kho khô hay là kho tiêu? Kho sả đi chứ thôi. Kho sả ha. Thì chút mình thì hay sả. Nấm này mà kho cũng ngon lắm. Nhiều ra làm lẩu nhiều. Làm lẩu nhiều đó rồi. Kho ăn cho nó mặn mặn đồ này kia bắt. Còn bên đây chị Năm có khóm. Thường ngày tính cạo mà để thôi sắc ăn luôn cho nó ngon. Sắc thì hồi mình ăn miếng khóm luôn. Còn đây là phần rau của mình. Bên kia nữa, rau muống với rau gì? Rau nhút. Giật cái chậu của ba về bữa nay bà ba đi. Tao là làng nè. Cái này mình thử khi nào vàng á thì mình sẽ cho nước lạnh vô. Cái này mình thử là mình để nấu lẩu nha. Trời, hỏi tôi sao tôi biết được. Đây nồi lẩu của mình cũng đã xong rồi. Thì mình sẽ cho khóm vô trước. Đằng mình là nấu cho nó mềm á, mình cho nó chua luôn. Lon lon mấy nữa là được đó. Vậy đó. Sợ cái nồi kia để nhiều quá cho nó văng. Cái nồi cơm nguội còn không? Cũng được. Cơm nguội nãy em cứ ăn còn đó, chừng nó ăn. Cái để vô cái ốp cái nó văng theo tôi. Không đủ chứ. Chiều nay có đứa nào ăn mì nữa không? Thôi đi, sáng qua nay cho ăn mì rồi bữa nay ăn cơm đi. Chỉ đừng nó bắt nồi cơm điện bắt cái nồi đó được đó. Thì nãy nói tôi bắt nồi cơm điện rồi. Rồi hả? Vậy dở ra nồi đó đi. Chính rồi dở ra bắt thêm nồi cơm điện nữa. Mình cho chai nước lẩu. Nước lẩu này là chai mặn dùng được hay gì nè? Chai mặn thì dùng được. Nước lẩu không mà đâu có gì đâu ha. Dạng như nước thành nước khóm này kia. Cái đâu có lại đâu có gì đâu. Mình đổ vô thì mình sẽ đợi cho nó sôi lên một dạo nữa. Thì bắt đầu mình sẽ nêm. Cho nấm vô. Cho nấm. Mới cho nấm trước cũng được. Cho nấm trước đi rồi mình sôi dạo nêm. Nó ra nước ngọt. Rồi với mày xỉn rồi đó. Có vợ rồi chứ hồi gặp coi chưa có vợ giá này. Để vô nấm vô thì để chút xíu nữa đi. Sôi lên chút xíu cho nấm nó vừa chín á. Thì mình nêm. Mẹ. Bữa nay con phép con ăn ít xịu. Xin phép ăn ít xịu ha. Tại bữa nay không phải muốn khóa sổ thôi. Bữa nay mẹ ăn tàu hũ nè. Ăn tàu hũ ngon chứ con. Con thì húp nước thôi. Ăn thì ăn già miết rồi. Xong nói con giảm căng bữa nay. Bà nội ở nhà cũng nấu trong ăn hoài đó. Thường thường là ăn hủ tiếu á. Hủ ở Cà Mau này nó sẽ khác trên vùng trên mình. Trên mình thì là sẽ làm miếng vuông vuông. Còn đây là miếng dài ườn. Tàu hũ này đúng ra là khi vừa sôi lên để cho cũng được. Cho nó càng lâu nó càng dai. Mình cho một ít muối. Tí cho tí bột ngọt. Vậy có bột nêm kìa anh em không? Có nêm tí bột nêm. Nêm tí bột nêm do nấm. Nêm này là bột nêm chai. Rồi cái gì rồi vậy phải không? Rồi đặng chắc nặng thêm miếng cắt nữa quá. Tại nó cái này chua gì? Chua không? Không, một hồi mình nấu khóm nó ra chua nữa nha. Khóm nấu nãy giờ. Gì đó hả? Khóm này nãy ngọt, không có chua. Cái khóm ngọt. Vậy cho thêm miếng tắc đi. mình sẽ cho thêm một ít hạnh, tại vì cái nồi này, cái chai nước nó không chua thôi. Cho thêm rồi không thấy đường luôn. Cho thêm ít nước hạnh, anh em thử ra được chưa. Qua đổ cái tiền rồi. Đi chưa? Cắt đồ nữa hả? Cắt đồ. Tính vậy thôi, nó chắc mẹ đi. Dép luôn. Rồi cõi nước lạnh hả vậy? Em chị thường thôi sao không? Tao ít chút vào đồ tươi nữa. Rồi tươi mà tao ấy mà. Rằng là tao mua chợ hả? Không có. Tao ít có kho là nấm không á. Kho tàu hũ không? Kho tàu hũ. Kho giống tàu hũ. Kho giống tàu hũ. Cái gì? Cái trò này nó để nữa lên đó, ốc lon thái đường đó nghe ta. Đường gì? Đường cầm với cái đạo cho thơm. Đánh đi luôn đó. Thôi đó đường đó đó con Lâm. Tạm nhanh quá. Rồi cũng coi thấy hấp dẫn đó. Cơm có xả đó. Xả. Cái hấp ở đó mà đi ngon lắm. Đi. Sao? Tìm với nước tương. Nãy em để hết nước tương. Hết. Nước chè mới. Nhung thì đó em tương. Nói với Nhung anh em mà. Còn cái hành luôn. Được, có hả? Cái gì? Củ hành. Không chứ. Ừ. Cặp mắm đồ ăn ngon. Cục mà đâm xay ra. Thì mình cho ít muối. Tại vì nước tương thì nó sẽ không có mặn. Thích ăn mặn mặn nè. Cái này thì mình cho nó mặn đó. Mình ăn nó ngon. Chứ ăn cơm mặn tương mà lạc quá. Khó. Anh Lâm mày dẫu ăn mặn hay gì mình chọn. Mà là người ta ăn mặn la. Dạ, mặn dữ hả? Ông ăn mặn thì ngon, tao cảm giác mặn mà ông là lạc chấm nữa đó. Bên này cái nồi nấm của mình là sắt hết. Khô. Tại vì mình này mình kho ăn chung với lẩu á. Cho nên mình cho nó khô một xíu. Mặn. Còn nếu mà mình ăn không chấm rau á, mình sẽ chừa lại nước. Để đưa rau lại mình. Trong đời mà tôi chưa thấy ai giữ con như bà luôn một lon. Quay nữa hả? Ghi. Bỏ nó vô hùng bê, nó ngồi nó đứng nó chơi. Đem ra ngoài. Thiếu gì biết không Nhung? Hả? Mắm ớt, ốp muối ớt. Rồi không hay ta cự không? Phái rồi, ai mình đã dọn cơm rồi trơn nè. Là viếng đi chảnh lấy rồi. Đây nè em ớt này nè, mình lấy ớt mình đâm. Này nấm kho sả ớt, kho này mình kho khô luôn. Tại vì mình ăn lẩu quá, mình kho cho nó khô. Kiều Nguyên á có nguyên cơm không? Đâu rồi chị? Cái kia để đó rồi. Cái keo hả? Người ta nàng út trong ống tre, còn cái này nàng út trong hùng bê. Nó khôn ngon nè, nó hà với anh nè. Nó thấy không, nãy giờ ẩm nó la làng ra. Hãy vô hùng cái phái nó cười kìa. Anh đưa cái mặt vô máy quay cái nó lắc qua lại nó kiếm anh kìa. Nó lắc qua lại nó kiếm anh. Kiki ơi. Kiki ơi. Kiki ơi. Kiki ơi. Ba Long. Ghi. Thấy nó trong đó đó. Thấy nó. Gì? Chu mỏ à, chu mỏ với banh. Chu mỏ ai? Chu mỏ đây. À, chu mỏ đây. Chu mỏ nó mọc được 4 cái găng thôi, 3 cái găng mà cái mọc ở găng dưới trước. À. Hình như con nít là nó mọc găng mọc ở dưới trước không nè. Hình như vậy. Ở trên nó mọc sau ha. Quá trời mồ hôi luôn à. Nó ngồi trong phòng về đó. Đấy ừ. Lặt thấy cái lặt thấy cha mày. Để nguyên cũng được, lặt cũng được mà hồi nó tóc gọt đấy ha. Dạ chứ. Năng tượng. Ủa, năng bọt. Lộn rồi, năng tượng là cái năng ở ngoài vuông á mình không ăn được, còn bọt này mới ăn được. Em thấy nó bán cái để nói nó nhỏ, còn cái này nó hơi cũ á. Nó hơi bự. Nó mất máy rồi. Hay là cái này với phần nó cái này trời mưa nè chắc hơi tốt. Mùa mưa nè ngay nè. Điện chinh thế. Đấy, đi rau rút nè. Khoai ăn rau nhút là để vô là mình ăn. Lại chỉ đây lẩu tường đơn sơ. Ngon. Cái đó là gì trời? Cái nào? Này, mày không biết luôn hả Nhung? Trời ơi. Xích hỏi này. Trời ơi. Lớn lên mày coi lời clip này là không ai. Ơi đứng lên luôn nè. Sẽ nhận không nhận ra mày luôn. Không nhận ra mày luôn. Là tuổi thơ mày đã chơi từng tuổi này. Chơi chơi thùng thao không? Thùng thao son chảo không? Cười chết không? Trời mâm cơm bữa nay phụ nữ không à. Mâm cơm 200k. 200k. Làm gì tới tới không? 200. 200k. 200k mà cả đội người ăn. Rẻ quá. Rồi thì chiều nay mình sẽ ăn cơm nhiều. Ăn miếng lẩu hoài. Nè. Hai đứa nó nằm ở nhà của Út bà Điện của Út à. Ngang nằm ở luôn hả? Điện ăn cơm không phá nhưng mà. Bữa nay thì mình ăn cơm hơi sớm. Giấc này chỉ có mới có 4 giờ thôi. Hai chồng qua. Kêu vợ qua chứ. Chị Năm thì đang điện khen con của dì Út á. Qua ăn chung. Lâu lâu ăn tương cho nó thanh đạm ha. Ê nãy không đưa nó qua đây tôi gì nói cho. Thôi được, để được hai người kề vô được. Hai người kề bên nhau. Kiki ơi. Anh bắt quay không anh lặt nó nữa. Kiki. Nó chơi kìa. Nó kiếm được cái liền ta, giỏi ta. À, lấy bờ hồng vậy đó mà phái. Đúng không? Thấy gì cho nó nhạc mà lên lại nhảy liền kìa. Nè cha. Nó cái 7-8 tháng mà cho. Lưỡi rút cơm. Chưa, chút xíu quay. Ăn cơm. Lỡ quay ăn cái qua. Ăn cơm mình đường ruột. Ăn rồi qua. Bắp những gì đây nào? Không. Hôm nay mới cho ăn cơm chân á. Mới mượn thấy. Cho cơm nè. Cơm ăn mì, có mì có mì, cơm có cơm. Ăn rồi được đó mà sau này lớn thì cơm rút này á thì khi mình vừa thả vô là bắt đầu mình ăn nó mới ngọt. Quy hồi đó bà cũng cho ăn sớm luôn. Cái mì không để vô, mì không. Có. Quy nhớ chị chân cơm tôi nó ăn 9-8 tháng. Bây giờ tôi nghiền. Con nhúc ăn được đó, hỏi ra nhất. Con nhúc thì để vô là mình ăn liền được rồi. Đi à. Đi à. À. Ăn lẩu á thì ăn với mì là ngon nhất. Bún hả? Bún, đúng rồi. Ăn lẩu mì với bún là ngon hơn cơm. Ga lai coi nó ăn không? Cái này làm bí thì lấy. Cái gì? Dưa muối tao trộn với ngon. Dưa muối ha. Dưa muối ngon còn. Lấy để uống sẵn kêu gì ta? Kêu rồi mà không ăn. Để chanh ăn cũng gì nữa. Ăn không? Đi lấy thôi. Hôm nay mày bỏ hỏng đá cho ra. Ở đâu? Với cho hỏng đá mở rồi có. Con ăn cơm phải không? Con mì khoan ngồi kế mấy hoài này chút mới ăn đi đặng biết sao để mực cho nó ăn rồi lắm rồi ăn không ăn là tương ăn không hay là chút ăn sao hồi bố mực cho nó ăn cha chui nó hồi bái rồi mấy đứa nhỏ này nó không ăn tương đâu Vậy hả? Không của chị Loan nước không có bỏ nó vô. Trời út mày không lấy cái họ là gì lao cái ướt thôi cho con. Để nó phá nãy giờ dặm dặm cho thiệt không cần lo. Nó sổ mũi, nó thái lắm nó lắm. Gớt ra bạn ngọt thì bé hết nè. Để nằm vô luôn nè mày. Thôi ăn đi. Ăn nước đông hồi tối đó nữa. Thì tối đó ăn nữa. Đấy đang ăn lẩu nè ngon nè. Lấy cái chén này luôn. Đang lẩu. Cái này của Nguyên hả? Dạ mà. Chị Tư nãy giờ có ăn thử năng bột chưa? Ăn thử miếng thôi. Kiếm người khác nè. Nó ra nào. Thôi dễ ăn ha. Ừ. Ăn thử năng bột thôi để vô nữa. Năng bột ăn ngon gì? Thôi chút xíu cho mới ăn sao. Sao mới mày mua không có gì? Không, chút ăn. Đâu đói quay thôi mày ăn. Ngồi quay. Cơm gì ba? Cơm đó. Này vậy vậy? Tương là gì ba? Năng bột. Ăn thử. Trời ơi. Để năng bột vô chị Tư. Năng bột ngon, giòn. Ngon hơn bồn bồn nữa. Ngon hơn bồn bồn. Này ngon ha. Trời. Lần đầu tiên ăn ác bài. Giòn ha. Ba bây giờ ác bài. Ngày qua giờ quay mấy 2 clip. Bị hư thẻ nhớ chưa? Sao vậy? Mắc hết luôn hả? Ừ, mắc trơn luôn. Hết mua liền mà cũng ăn rồi. Sao dữ à? Mới mua đây chứ gì? Lâu nó hư vậy đó. Hư cũng hơi vào. Giờ mày mắc gì cũng không ăn. Ăn mì rồi phải không Khang? Mới ăn mì rồi. Trời ơi, cũng ăn lẩu nữa rồi đó. Chắc lâu đó cũng ăn. Đói bụng. Để lâu đó bụng. Thế là giờ này nấu cơm rồi. Chưa đi du lịch. Thứ ba từ lâu rồi. Con đang đi du lịch nè. Mày đi Cà Mau mà không hay.